nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Tới rồi, khi mà say sóng luôn mấy đứa. Khi mà để say sóng luôn rồi. Sao vậy, mệt hả? Mệt không? Mệt chưa? Mệt không? Rồi. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đã đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nước mắm Color Man đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi đang tìm kiếm một số nhân lực mới để qua mùa sau chúng tôi sẽ đi thi đấu với các bộ tộc khác về các lĩnh vực. Ví dụ như ẩm thực là cái đầu tiên phải thi, thứ hai là về thời trang, về gọi là giọng hát. Nói chung là bạn nào giỏi lĩnh vực nào chúng tôi sẽ gọi là nhận vào trong bộ tộc để mà đi thi với các bộ tộc khác. Và điều mà quan trọng nhất bộ tộc chúng ta cần phải có đó là niềm vui, nói chuyện phải mắc cười. Ai nói chuyện không mắc cười đuổi về. Áp lực đang đè nặng. Rồi, ngày hôm nay chúng tôi có những thành viên của bộ tộc và họ sẽ phải trổ tài để được đi thi với các bộ tộc khác. Xin mời. Đó, đó, trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy Huy? Nước dây, nước dây. Chị ơi, kẹt xe rồi, bim bim, bim bim. Ủa, trời, mà đi nhanh quá vậy? Sao mọi người đi quá nhanh vậy? Kẹt xe, bim bim. Bay cao ghê luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Đề nghị xếp hàng chỉnh tề vào nào. Lái xe mình về chỗ đi mọi người. Đây. Ủa, cái gì ngồi bên giống như đi xe máy vậy? Em tính thi hoa hậu á. Dạ. Thi hoa hậu hả? Em đổ qua bên cuộc thi mẫu hậu được không? Bây giờ chúng ta sẽ có một vài cuộc thi sắp tới năm sau để chúng ta đấu với các bộ tộc khác, thì chúng ta phải có những tài năng. Đây là Thiên Đường Ẩm Thực có talent để mà đấu với các Thiên Đường Ẩm Thực ở chỗ khác. Ở đây ai có tài năng gì mời ra. Nói về tài năng thì là bé này không có đúng không? Cũng có nha anh nha. Miếng gì để ta bắt hết trơn rồi. Mình là dân Đà Lạt nha. Thì làm bà con. cả bà con đang coi hả? Thì bây giờ đó, bây giờ mình đi qua bên đó thì mình phải đưa một cái gọi là fashion qua bên đó. Người đẹp nhất à? Mình đi catwalk qua bên đó cho cái bộ tộc bên đó là người ta không thấy được cái sự hội nhập của bên mình. À. Mình sẽ hướng dẫn họ đi catwalk. Catwalk. Dạ catwalk. Mà đi catwalk phải cầm con đấy theo hả? Thưa quý vị, như các bạn biết. Đi chưa? Ờ, em đang đi đây. Chờ nhạc rồi chứ, 2, 3. À vậy hả? Xin mời miếng nhạc. Miếng nhạc? Trời ơi. Vẫn không có miếng nhạc nào luôn. Miếng nhạc nào luôn. Con bé. Tức. Thì bây giờ. Ủa xong luôn rồi á hả? Xong chưa? Ủa mọi người đi quá đẹp mà mọi người. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn vô cùng nhạt nhòa. Trời ơi. Dễ sợ luôn cái đầu tức trời. Mới vô mà làm quá trời vậy đó. Rồi, bây giờ đợi bên này một người rồi, tới bên đây nè. Giang, đại diện. Nè, nói về phần catwalk thì phải đây. Đó, bây giờ nhạc lên một cái là em diễn cái hú hồn liền. Rồi. Xin một chào của tay thật lớn phần trình diễn ra. Sau đây phần trình diễn của Vedas, Dương Thanh Vàng. Xin được phép bắt đầu music. Ở thấy không, có nhạc không? Nhạc cái tay em không có vậy. Người ta chuyên nghiệp lắm. Người ta chuyên nghiệp. Đi nè. Ghê chưa? Ôi men quá vậy. Ghê chưa? Trời ơi. Nè bố nói nè, bố nói nè. Trời ơi, hay quá vậy trời ơi. Hay quá. Hơi đau nha, hơi đau. Đội rất tự hào về em luôn. Rồi tới bên mình nè. Trời ơi, đẹp lắm đó nha. Rồi luôn. Rồi, làm gì? Thi đọc rap đi. Đọc rap. Ráp về tên mình nha. Vô. Vỗ tay đi cho vô việc. Rồi. Vô, vỗ tay. Vỗ tay. Ê.
bước chân vào showbiz với cái tên là Trần Anh Huy. Người yêu thì anh chưa có, mà nếu anh thích thì gần anh đi. Muốn vào phố cùng anh hay muốn cùng anh ngồi trên tivi, muốn kiểu nào anh chiều kiểu đó. Còn em khó chịu thì anh bb lên xe cùng anh rồi thả phanh, anh đạp ga từ từ chứ anh đi trả nhanh. Ba mẹ của em đồng ý thì em đang phải gả anh. Được, ngon rồi. Từ ngày có người yêu tới giờ thấy trưởng thành nè. Rồi tới lượt em nè. Em hả? Em không có một cái tài lẻ gì luôn á. Đi về liền. Ủa, này là thiên đường ẩm thực mà, đâu phải đi thi tài lẻ đâu. Người ta đang chọn để mà qua năm người ta thi bộ tộc khác mà. Thôi thể hiện gì chút đi. Để em thi cho. Rồi. Nhưng mà cái này là khuyến cáo là các bạn nhỏ nhà không được bắt chước nha. Một tay để ra đây nè. Nắm lấy nhau này. Qua được. Rồi tới tiếng công rồi. Chết rồi anh ơi, bây giờ em chưa có ăn được thôi à. Bây giờ anh đưa em qua bên tộc khác là em ăn hết những con tộc đó luôn á. Rồi và hiện tại thì em tập gym được. Em qua thử sức với người ta. Hít đất thử coi nè. Bây giờ anh muốn em hít bao nhiêu cái nè, anh thử đi. Hít khi nào mà hết thì thôi. Chết rồi, hít thôi hả? Để em cố gắng nha. Hít thử coi được nhiêu cái nè, cố lên nè. Okay, cái này là cái bộ mặt của bộ lạc mình đó. Rồi. Đó, bộ mặt của bộ lạc mình đó, cố lên bé ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, là những món Nhật. Xin hỏi các bạn đã ăn món Nhật nào mà cảm thấy thích mê mẩn đến tận hôm nay? Sushi. Em thích ăn cá hồi sống. Sushi. Em thích ăn cá chích ép trứng. Sushi là thích sushi gì? Loại nào? Cái loại mà nó có cái trứng tôm ở ngoài á anh. Cái bọc ở ngoài á. Ví dụ như là nigiri là cái loại mà nán bằng tay ha. Maki là các loại cuộn ha. Rất nhiều loại. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem thực đơn của vòng đầu tiên sẽ có những món gì. Hãy cùng theo chân tộc trưởng để khám phá một nền ẩm thực vô cùng độc đáo, tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Ẩm thực xứ Phù Tang, nguyên liệu chủ đạo của vòng đầu tiên sẽ là gan ngỗng. Gan ngỗng chứa nhiều axit béo không bão hòa, làm giảm tỷ lệ cholesterol trong máu, bổ máu. Gan ngỗng còn có thể ức chế được các tế bào ung thư nữa đó. Vậy thì ngay bây giờ, bắt tay vào làm ngay món đầu tiên, cơm ép gan ngỗng bơ và trứng cá chuồng. Có cái tên thôi là đã nói lên được cách chế biến và các nguyên liệu chính rồi phải không? Ngoài ra còn có một số nguyên liệu vô cùng đặc biệt. Đó là bột tempura chiên giòn. Gan ngỗng tỉa gọn phần thừa cho thật vuông vức, rồi cắt thành từng lát mỏng.
rưới nước sốt đặc biệt của nhà hàng lên và đem khè lửa. Bắt đầu ngay vào bước ép cơm thôi. Đầu tiên đặt một lớp cơm vào khuôn, nén nhẹ tay. Tiếp theo là một lớp bột tempura, thêm một lớp cơm nữa. Dùng dụng cụ ép, ép chặt. Xếp một lớp bơ, rồi lại một lớp cơm mỏng, rồi lại ép chặt. Trời ơi. Sau cùng xếp gan ngỗng lên thật đều nào. Bây giờ lấy cơm ép ra khỏi khuôn. Cắt thành từng miếng và cho trứng cá chuồn lên trên. Trứng màu đỏ là trứng cá chuồn nguyên chất, màu xanh là có vị wasabi và màu đen có vị shechu. Đừng nói được không? Đổ thật nhẹ tay và khéo léo nha. Wow, thành phẩm sương sương như đây đã thấy phê chưa nhỉ? Cái chua chua ngọt ngọt của cơm cùng cái giòn của bột tempura, cái mềm của bơ, cái rôm rốt của trứng cá chuồn và đặc biệt là một cái béo ngậy của gan ngỗng. Tất cả sẽ hòa quyện vào nhau khi thưởng thức. Còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ cắn một miếng mà có được tất cả trải nghiệm này chứ? Đã quá vậy. Thôi phải thắng cái vòng 1 này đi. Lật qua trang thứ 2 của menu, các món từ gan ngỗng sẽ là món gan ngỗng nướng nha. Cùng nhau điểm qua các nguyên liệu nào. Tất nhiên phải có gan ngỗng, cà rốt baby, măng tây cam nướng và hạt điều. Măng tây thì cắt khúc vừa ăn, hạt điều đập vỡ ra là được. Bắt tay vào nướng luôn thôi nào. Lần này khỏi phải cắt tỉa gan ngỗng, cứ nướng nguyên miếng ăn cho sướng nha. Khi gan ngỗng đã vàng một mặt rồi thì nhớ lật mặt ngỗng. Cho cà rốt và cam lên nướng cùng luôn. Tất cả đã chín tới thì lên đĩa ngay cho nóng nào. Chính sự đơn giản trong cách chế biến mới giữ được độ tươi ngon và béo ngậy của gan ngỗng này. Nhưng cũng cần thêm măng tây luộc, cà rốt ăn kèm để không bị quá ngán nha. Bây giờ rưới một chút nước sốt của nhà hàng lên và thưởng thức thôi. Ồ, cái trò. Gan ngỗng đã béo và bổ dưỡng, khi kết hợp với trứng gà thì không biết chất lượng sẽ như thế nào nữa đây. Để có được trứng hấp gan ngỗng ngon thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là súp dashi được nấu từ rong biển và cá ngừ, có vị ngọt nhẹ và thanh mát. Đầu tiên hãy tách hạt đậu này ra nha. Để sang một bên, khi nào cần sẽ dùng, còn giờ thì chưa cần. Đập trứng gà vào chén, sau đó đổ trứng từ chén vào tô. Các bạn đang nghĩ là chị bếp của mình rảnh nên làm vậy đúng không? Nhưng no, làm to rồi. Vì một trứng bị hư sẽ phải đổ hết tất cả làm lại từ đầu, nên chị đầu bếp làm vậy cho chắc ăn đó mà. Đã lấy được 4 trứng đảm bảo chất lượng thì cho thêm một ít tương usukuchi vào. Tiếp theo cho rượu sake và rượu ngọt. Cho ít vậy sẽ không xỉn đâu, đừng lo nhé tộc trưởng ơi. Và cuối cùng là thật nhiều súp dashi nha. Đánh cho tất cả hỗn hợp trộn hòa với nhau thì đem qua rây để lọc cho sạch các cặn. À. Cho vào chén thôi nào. Cho lên xửng hấp. Sau 8 phút, trứng vừa chín tới thì lấy ra thôi nào. Với độ thâm niên trong nghề bếp thì chị Trang đã quên đi cái nóng rồi thì phải. Xếp lên trên nguyên liệu chủ đạo đã khè qua lửa nào. Đậu nành long, tách hạt ra thật nhiều để chứng tỏ sự chịu chơi của chị đầu bếp, chứ thật ra điểm xúy chỉ 2 hạt thôi nha. Hả? Cuối cùng là rưới nước sốt thần thánh đặc biệt lên. Vậy là xong rồi nè. Trứng gà mềm mềm, béo béo, thơm mùi rượu sake, ngọt từ nước súp dashi, hòa cùng cái béo ngậy,
thơm lừng của gan ngỗng, bùi bùi của đậu nành. Cầm lòng không đặng với món trứng hấp gan ngỗng rồi cả nhà ơi. Cuối cùng sẽ là một món cuốn rong biển nào. Nguyên liệu như thế nào nhỉ? Để chị Trang đầu bếp giới thiệu cho nha. Cục màu trắng xám này là... Bé rảnh à. Ủa, tộc trưởng biết rồi hả? Tô trắng này là... Ủa, tộc trưởng cũng biết rồi hả? Cái miếng đen xanh này là... Ủa, tộc trưởng cũng biết luôn rồi hả? Nếu mọi người đã biết hết các nguyên liệu thì bắt đầu cuộn cơm thôi. Chị Trang sẽ lấy một miếng rong biển, đặt cơm trắng lên dàn đều. Xếp 3 miếng gan ngỗng đã áp chảo lên, rồi cuốn lại hình cái phễu. Đơn giản vậy thôi đó. Cái cuốn đó làm lại sushi luôn. Tiếp đến, cho một ít củ cải mài lên, thêm xíu hành lá, và sau cùng là tỏi phi. Vậy là thưởng thức được rồi. Món ăn Nhật lấy tươi ngon làm chủ đạo, không quá cầu kỳ trong khâu chế biến. Temaki hand roll gan ngỗng cũng vậy. Cắn ngay một miếng để cảm nhận được sự độc đáo trong món ăn này nha. Có ai thấy bồn chồn trước các món ăn từ gan ngỗng này chưa? Vậy thì quyết tâm giành được chiến thắng để thưởng thức ngay nha. Thì chúng ta có một trò chơi vô cùng đơn giản mà tuổi thơ ai đi học cũng đã chơi rồi. Trời ơi, trò gì vậy? Đánh cờ caro. Trời ơi, lợi thế thuộc về đội mình nha. Không luôn. Em đánh cờ caro rất dở. Em cũng rất dở luôn. Hay là mình nhường đi. Cờ caro này cần sức mạnh và sự mưu trí. Cả hai đều không có. Cả hai họ mạnh hơn mình nha. Hả? Em đang nói đội em, đâu có nói đội ta. Tại vì ánh mắt em nhìn qua bển thôi. Nói vậy như là gạt anh em mình ra một bên luôn á. Ủa đâu có đâu, nghĩ sao vậy trời. Giờ em bắt ai để em đấu nè. Ủa đấu hả? Đâu cả đội thi chung chứ đúng không? Thì không, đúng rồi. Biết rồi, nhưng mà em nhìn coi em nhắm em đấu lại ai. Trời. Đang chê cái sức mạnh của em mà trí của em không có thông minh kìa. Cái gì bên đó mà nói về sức mạnh thì cũng xin là... Và cũng xin là... Thôi khỏi nói luôn đi trời ơi. Cho nói mà mất thời gian quá. Để đỡ mất thời gian của nhau và của quý vị khán giả, mình khỏi chơi đợi đi ăn luôn. Không anh, món gì cho có thể nhường nhưng món này cho không nhường. Riêng vòng này là không được, xin ăn. Đừng nghĩ đẹp, nhìn vô tập chữ cái tập chữ nữa. Thôi ăn đi, không có đâu. Xưa rồi. Thưa quý vị, kính thưa các nghệ sĩ thân mến, đây là một trò chơi caro, nhưng nó không có nghĩa đơn thuần như vậy. Mỗi đội sẽ có một vật phẩm là cái này hoặc là cái này, và mỗi người chơi phải mang một cái bao bố. Người đầu tiên cầm cái vật phẩm của mình trồng vào, sau đó nhảy lên đây, treo vào một trong những vị trí này, sau đó nhảy tiếp tục về, cởi cái bao bố ra đưa cho người tiếp theo, cũng làm y chang vậy. Khi nào ba cái hàng ngang hoặc hàng dọc hoặc hàng chéo như cờ caro là mình chiến thắng. Trong trường hợp mình mới để hai cái ở đây mà đội bạn chơi cản đường để cái ngay đây, thì người đó phải để cái đâu đó kiếm một đường khác. Và sau khi mình treo ba cái rồi mà nó chưa ra một cái đường ngang đường chéo gì thì mình vẫn tiếp tục nhảy lên, không cầm vật phẩm nữa để mình sửa. Mỗi người chỉ được sửa một lần ở một vị trí của mình, không được sửa của đội bạn. Gõ của mình ra gắn chỗ khác. Đúng vậy. Yes. Đã hiểu chưa nào? Dạ, hiểu. Có vẻ như Quỳnh Anh chưa hiểu lắm. Ủa? Hiểu. Hiểu chưa? Hiểu sâu luôn á. Kể lại nào. Vậy đó. Như trên. Tốn thời gian của chương trình anh. Chương trình cần nha. Cần. Cần thiết nha. Nói đi. Đồng đội tự hại nha. Ây da. Rồi chuẩn bị. 3, 2, 1. Ây trời. Ây trời. Ây trời. Trời ơi. Mới lên tôi là chết rồi. Trời ơi. Ông về dễ thương. Vừa mới xích. Vừa mới xích lời đó chị. Nói lại từ. Có chừng té. Có chừng té. Có chừng té. Cản lại ở dưới kìa. Cản ở đây nè. Ủa? Cản ở đây nè. Không phải cản ở đây. Ở dưới. Cản ở dưới kìa. Quay lại. Không được. Cố lên châu. Cản. Ở dưới. Ở dưới. Chiến thắng. 1-0. 1-0 lượt đầu tiên.
3, 2, 1. Trời ơi, Huy nhảy nhanh quá. Hay quá Huy ơi. Sao Huy hay vậy? Nhảy đi. Tập tạ để chi? Để nhảy nè. Nhảy. Ở dưới mình đây. Ở dưới mình đây. Đúng rồi, đúng rồi. Lẹ lên. Cái đầu tiên luôn. Đúng rồi. Rồi, dài. Nhanh lên cháu. Ở dưới. Nhanh dẹp. Sửa xuống cái giữa. Xuống cái giữa dẹp. Lấy cái đỏ mình xuống cái giữa nè. Cố lên. Nhanh. Đi cái xéo đi anh, Nhanh lên, đứng nhìn nữa. Suy nghĩ. Lợi thế. Rồi, tiếp cho. Để tao. Cái ở trên ấy, thành xuống cái dưới. Cái ở giữa trên, thành xuống dưới, nhanh lên. Đây. Ơi, thắng rồi. Rồi, thắng. Nhiều khi chân dài nó không phải là lợi thế. Trời ơi, bé làm cái gì á? Cái thọt ở giữa đây không biết làm cái gì á. Người ta tới người ta gắn bả tới bây giờ. Bả tới bây giờ nữa. Ủa, đi nghỉ dưỡng hả? Thì số hiện tại là 1-1. Đây là lượt cuối cùng nha. Ăn hay không là được cái vòng này hả anh? Một là anh hùng, hai là tội đồ nha. Vì cái người đầu tiên á quan trọng lắm nha. Lady and gentlemen. Gân lỏng thuộc về ai thưa quý vị? Món này mà không ăn thì cuộc sống làm gì nữa? Go! Go! Rồi, cháu ơi! Thả luôn! Thả đi cháu, thả đi. Nhanh lên, mặt nhanh lên! Nhanh! Có lên chị ơi, có lên! Ở dưới! Nhanh lên! Rồi, xong! Yeah! Cố lên! Trời ơi! Dương ơi! Đi lên cháu. Đỉnh, bình tĩnh. Ủa, đổi liền. Đổi lại đi, như lại ngủ đó. Đổi sao ta? Giữa ngang qua, đúng rồi, ngang đó. Đúng rồi, lên. Ok, dành về, đi về đi. Này lên trên. Trời lên trên. Đúng rồi, về. Không đúng lắm nha. Không, nãy giờ cái kia lên chứ. Lên trên thôi, đúng rồi. Giang. Đúng. Giang. Rồi chặn qua, đúng rồi. Nhảy nha, không có chạy lấy hả? Bên kia. Chết rồi. Vậy là đủ rồi, mời gan ngọn. Thôi, hãy có lòng tự trọng. Mất rồi anh ơi. Lao tay mấy đứa. Dạ, nãy giờ mình cầm bao bố đó. Mình lao tay ha mọi người. Không, bên mình không cần lao đâu. Không phải lao, sạch sẽ, mình ăn uống phải sạch sẽ. Bọn em sẽ được ăn đó. À, để dành cái giấy lau miệng đi nha. Không, bên em cũng phải lao để lát hồi ăn giật cho nó ngon. Gớt cùng liêm sĩ kìa. Chúng sao đâu kệ nó. Được rồi, cái vàng, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn cái cơm gan ngọn trước. Dạ. Cái món này tiếng Nhật nó gọi cái cơm mà cái kiểu mà hình chữ Nhật vậy em, mà sau đó cắt ra người ta gọi là oishi sushi ha. Oishi sushi. Cái cuộn cái hình tròn chóp này là gọi là temaki. Temaki vậy anh. Ê. Ăn nha. Nhìn thấy miếng này của công.
Anh ơi, cái này chị hai em cho nha, em không có xin nha. Trời, chị hai em cho. Trời, chưa. Bây giờ thấy thương quá, cho tụi nó được không? Cho dạ, luôn anh ơi. Được không? Cho luôn anh ơi. What? Hả? Cho dạ, luôn anh ơi. Được không? Cho luôn anh ơi. Trời ơi, chị hai ơi. Món này thôi nha, món này thôi nha. Thôi, thương quá thiệt. Cái giờ sao giờ thương quá thương. Ủa, Giang cho mà. Ủa, gì hả? Không cả. Phải thương anh, phải thương anh. Đó. Rồi bây giờ ăn đi, ăn dính dính nha. Ăn đi. Bây giờ anh cái này còn giữ được liêm sỉ không ấy? Cảm ơn cha mẹ, những người đã sinh thành ra con để có gương mặt khả ái này. Để ngày hôm nay mọi người cho ăn cái món này đó. Lấy lại đi chị. Ủa anh ơi. Lấy về phải ăn hết liền nha, để mấy bạn lấy. Gấp đi lần dẹp này luôn cho gọn. Châu hả hả hả. Ủa em đâu? Thôi cho em nó nữa, cho bạn nữa. Nữa thôi, miếng thôi rồi, em cho để em cho thôi. Không, miếng bây giờ em lên hình đúng, của đúng, em là phải là đúng, hút nước một chút. Đúng rồi, đúc đi nó dễ thương ơi. Cho luôn. Cho em ăn trước nha. Cho em ăn trước nha. Đây nè. Ăn đi nè. Ăn đi. Anh à. Cái quan trọng không biết ngang ngỗng. Ngang ngỗng này con cần con đây nè. Ngang đi mình cứ hà đi. Ngang đi nè. Anh đi, anh đi. Nhỏ lên đi. Ây da. Bây giờ nè, thấy cảm thấy sao? Nó mềm, nó béo. Cái gan ngỗng nó có cái vị hơi nhẫn nhẫn nhẹ ở cái đuôi. Em thấy rất là hay khi mà bỏ cái bột tempura vô á. Ăn nó giòn. Tại vì ăn gan ngỗng thì nó cũng béo á, mình ăn cỡ miếng thứ hai nó là hơi ngán. Đúng rồi, miếng gan ngỗng này á nó rất là khác với gan ngỗng Pháp nha. Tôi không thích. Sao vậy? Cái món này nó giống như gan gà ăn vịt á. What? Cái gì nó mùi nó rất khác. Đây thiệt. Các bạn ăn hết rồi không? Anh chưa được ăn miếng nào nha. Ok anh. Bây giờ tới lượt anh ăn nè, anh phải xin thêm chưa? Rồi. Y hình như cái này nó khác nha. Khác đâu khác. Cái này nó khác à. Hồi nãy cái gan kia nó chín quá cho nên ăn giống như gan gà gan vịt vậy đó. Cái này nó hơi nè. Nó mới béo được. Đâu à, vậy đó hả? Để thử lại để coi. Qua từ từ. Qua từ từ. Để thử đúng đã. Rất là béo. Trứng cá chuồng thì nó giòn giòn. Sực các anh. Cái bơ nó cũng tạo độ béo và định mình. Cơm thì dẻo. Và trong cơm có trộn giấm vừa phải. Rất là ngon. Mà miếng gan ngỗng ăn vô là cái béo nó rất ngon. Chứ không phải là béo mà quá béo, nó vừa phải. Hồi nãy em ăn gan gà. Ủa? Mình nói rồi mà. Đau vậy? Bếp lộn, bưng lên gần. Chết rồi, gà cái gà bóng anh. Ừ. Vậy là em cảm nhận được. Thôi tụi em ăn gà rồi, thôi để người ta ăn cơm ngỗng. Trời ơi anh Dương ơi. Tại sao hồi nãy em thấy anh Giang lạ xong anh Giang lại cho đi em. Bé ăn hai miếng gan gà. Vô, đội chiến thắng nè. Vô. Anh mấy chị ơi, thương. Mời nè, bây giờ ăn cái miếng gan ngỗng vô nó sẽ khác cái miếng gan gà. Nó có cái mùi gan ngỗng á. Nó béo mà nó hơi kiểu ngậy cái mùi hơn là mấy cái gan kia. Còn mấy cái gan gà hồi nãy mình ăn vô á, hồi nãy ăn vô thấy sao? Nhưng mà nó giống mùi pate hơn. Sao nãy nó gan ngỗng béo. Trời. Béo mà anh. Trời. Đây, chúng ta sẽ dùng trứng hấp gan ngỗng. Trời em mê món này lắm luôn á anh. Trời ơi. Món nào anh cũng mê vậy anh Vàng. Nè, mình tưởng đâu á là khi thực hiện chương trình đó người ta để lâu quá nó nguội, không có đâu nha. Bốc khói luôn. Nó kiểu như là khói luôn kìa. Trời nó ngọt dã man luôn á. Ngọt sao chị? Nó ngọt lắm em. Ngọt giống như tình yêu gì ai dành cho anh? Hả? Tình yêu của anh chứ ai. Ủa? Giờ ai ngọt nữa. Tự nhiên có một khúc tượng nhẹ ha.
Anh Giang, tụi em vừa mới nảy ra một sáng kiến là tụi em có một chương trình văn nghệ múa tạp kỹ xiếc ảo thuật ở đây. Ăn đồ Nhật có thấy bây giờ thấy ồn ào không? Không luôn anh. Ăn đồ Nhật là phải nhẹ nhàng. Có anh ơi, có ghê sang ra múa. À không, cái đó không ăn, cái đó đi thưởng thức rồi. Rồi, món tiếp theo, gan ngỗng nướng. Có măng tây, có cam nướng và có cái sốt của nhà hàng. Mình sẽ để một tí wasabi lên. Wasabi lên. Em hay ăn mà mọi người quan tâm bọn em với chứ, bọn em cũng ngồi ở chương trình này mà, bọn em cũng ngồi ngay để bên cạnh lại mà. Rồi dính cái sốt. U là. Look at me please. Diễn cái nét giả chân người ta thấy rồi. Dạ. Rất là béo, rất là mềm, áp chảo nhanh cho nên ở trong nó còn juicy. Còn gì anh? Bị juicy. Juicy là mọng nước chứ không phải vị nha. Cái món này ngon là tại vì ăn ngang ngỗng không thì nó bị ngán á. Nó có cái măng tây ăn lại đỡ ngán. Không, đưa gam qua đây là không ngán. Đúng rồi, không có măng tây cũng được, cho gan ngỗng ăn không cũng được. Rớt gì cả? Liêm sĩ dục. Đây, chơi trò chơi nè. Tụi em tự chơi với nhau hả? Ba đứa chơi thôi chứ người ta thắng người ta thì đó, chơi. Tự chơi nhau nè. Rồi để vô đây lắm, em chơi mấy trò này em hay rồi hay chết luôn lắm. Trời ơi chết nha, mới vòng đầu rồi cho ăn đi chứ. Người ta là bị gì bây mình giờ giật chơi lên là thua là không được ăn. Trời dạ ơi, được ăn được ăn. Anh nói là chơi trò chơi chứ anh đâu nói ăn hay không ăn. Ôi trời ơi, anh làm ai thi công lắm luôn á mà. Em đã nói tức là chơi trò chơi để phục vụ quý vị khán giả thôi mà chưa vui. Đã, chưa vui luôn á. Bây giờ cho bọn em chơi lại mà chơi là phải có giải thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái món tiếp theo là tempaki ha, nó cũng là một loại sushi mà là sushi cuộn. Đây chúng ta sẽ bỏ một ít wasabi ha. Ôi ngon quá vậy anh Giang, ăn thấy ngon miệng quá vậy trời. Có vị trong biển á, cũng tạo cái mùi thơm rõ ràng. Anh đố bọn em đi. Đố gì? Ôi em đâu biết đâu, đố anh đố cho bọn em ăn nè. Bọn em đi, chưa đố mà. Trong cái món mà hồi nãy á, là cái món trứng nè, có một loại nước dùng tên là gì? Ren. Miso hả? Không phải. Cái gì mà Yuzuzuchi á. Rồi hết giờ chơi trò chơi. Nhưng mà các bạn nên nhớ là vòng này đồ ăn chỉ là cấp 1 thôi. Hy vọng đội mình chiến thắng, chứ đội này nhạt nhòa quá. Rồi mời thực đơn vòng 2. Đội mình vừa rồi chiến thắng. Xin hỏi đội mình thắng rồi thì chọn rương nào? Ê! À, chọn rương để làm gì vậy anh? À, trong đó có tiền thưởng. Tiền thưởng. Ồ! Tiền thưởng số mấy? Số mấy? Em thích số 3. Số 3? À, chị cũng muốn số 3. Số 3. Số 3 luôn đi. Ok. Người đàn ông còn lại không có ý nghĩ gì cả. Kệ kệ, đâu hỏi tới đâu. Số 3 thuộc về các bạn. Cuối chương trình chúng ta sẽ mở ra. Yeah. Còn bây giờ là những món ăn của vòng thứ hai. Xin mời. Chúc mừng đội chiến thắng đã chiến thắng và ăn những món ăn chiến thắng dành cho người chiến thắng nhé. Đội thua cuộc cũng đừng có buồn, vì biết đâu ở vòng 2 này thua nữa thì sao? Sao biết được? Bé nó gái luôn, dáng cưng dễ sợ. Hãy điểm danh sơ qua về các món ăn trong vòng 2 này để tinh thần được lên cao và chiến đấu tới cùng nào. Tên tên, nguyên liệu chủ đạo ở vòng này là sò điệp nhé. Sò điệp Nhật được sách tay nguyên con từ Nhật. Béo ú, căng tròn và rất tốt cho sức khỏe. Món đầu tiên, Hotate Tobikodon, tạm dịch là cơm sò điệp trứng cá chuồng và bơ. Nghe tên thôi là đã biết nguyên liệu chính là gì rồi đúng không? Ngoài ra còn phải có đậu nành lông và một chén hỗn hợp gia vị trộn cơm nha. Đầu tiên, chị Trang đầu bếp sẽ cười với mọi người một cái. Rồi bắt đầu tách vỏ đậu nành lông đã luộc, giữ lại hạt.
bơ thành lát mỏng thật đều. Trộn cơm với gia vị trộn cơm để có được một tô cơm trộn. Sò điệp sau khi cắt khoanh tròn thì ướp với nước sốt bí thuật của nhà hàng. Rồi đem nướng lên lửa than. Không cần nướng lâu thì sò điệp đã chín. Bắt đầu xếp ra tô và thưởng thức thôi nào. Đầu tiên sẽ là một lớp sò điệp đã nướng. Điểm thêm vài hạt đậu nành lông cho đẹp mắt. Lâu lâu mới lên TV nên tay chị hơi run nha mấy em. Chị Trang đầu bếp chia sẻ như vậy. Xếp bơ lên và sau cùng là trứng cá chuồng. Wow, thành phẩm đã ra mắt rồi đây. Chưa ăn, chỉ mới nhìn thôi là thấy hết sảy rồi phải không? Hình như có ai đang nuốt nước miếng thì phải. Cơm sò điệp, trứng cá chuồng và bơ. Một món ăn đậm chất Nhật Bản, không chỉ đẹp mắt, ngon miệng, mà hàm lượng dinh dưỡng còn rất cao nữa đấy nha. Ăn sò điệp đã cắt mỏng chắc không đã miệng đâu đúng không? Vậy thì chị Trang bắt đầu sẽ chơi lớn, để nguyên con sò điệp nướng luôn cho máu nha. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhấn nhá, lên xuống giọng để phát âm cho đúng tên món ăn này nha. Món ăn có tên là Hotate Uni Ikurayaki. Sò điệp nướng nhum biển. Một lần nữa, chị Trang sẽ cười sương sương với mọi người. Sau đó cắt măng tây luộc sơ trong tâm trạng thật vui vẻ nha. Sò điệp siêu to khổng lồ lại được nhúng qua nước sốt và nướng ngay trên lửa than. Để đảm bảo được sò điệp chín thì nướng lâu hơn mấy miếng đã cắt khi nãy nha. Khi sò điệp đã chín thì bắt đầu trang trí thôi. Dưới cùng sẽ là một lớp rong biển đã cắt vuông. Đặt sò điệp đã nướng lên. Sau đó chị Trang sẽ xếp măng tây nha. Úi cha, rớt rồi. Các em cho chị quay lại nha. Tiếp theo là nhum biển. Và trên nữa là trứng cá hồi. Cái này không phải là rung tay đâu, mà cố tình để trứng cá hồi rơi ngẫu nhiên, các em đừng hiểu lầm. Và đây là thành phẩm. Chính sự đơn giản trong cách chế biến, đơn giản trong cách trình bày để giữ lại được những gì tinh túy nhất có trong những nguyên liệu tươi sạch. Sò điệp, nhum biển, trứng cá hồi, măng tây và rong biển, tất cả hòa quyện lại với nhau để tạo nên một bữa tiệc vị giác vô cùng ấn tượng. Món cuối cùng trong set ăn này là lẩu hào sò điệp. Trời ơi, hào. Lẩu hào sò điệp ngon quá. Chị Trang đầu bếp sẽ cắt rau thành từng miếng vừa ăn để nhúng lẩu. Chuẩn bị ngay hàu, sò điệp, các loại nấm ăn kèm và một nồi nước lẩu yên thơm ngon. Nồi nước lẩu này được hầm xương bò trong 5 tiếng. Sau khi hầm xương thì sẽ được nêm nếm gia vị. Một nồi nước lẩu ngon đúng vị Nhật đang sôi sùng sục. Bắt đầu nhúng lẩu thôi. Cho các loại rau, nấm vào. Sau đó là sò điệp. Có ai đang thấy từng miếng sò điệp đang săn lại kia không? Sau cùng cho hàu lên và thưởng thức thôi nào. Gấp một miếng sò điệp, chấm vào nước sốt của nhà hàng Yên Sushi và cắn ngay một miếng để cảm nhận cái vị ngọt từ thịt sò điệp, ngọt từ xương bò hầm và thanh mát từ các loại rau nấm nha. Chà chà, với thực đơn của vòng thứ hai này thì hai đội của chúng ta đã quyết tâm hơn để giành chiến thắng chưa? Cố lên nha. Thôi, quyết tâm. Nói chung là mấy cái món này là ăn đừng có sợ gì gọi là mập cả. Đúng không, yên tâm.
không gì gọi là mập cả. Phải thắng nha, tại vì mỗi vòng là có một rương khác nhau. À, không có nghĩa thắng hai vòng là được lãnh hết tiền. Cứ thắng vòng nào lãnh rương đó. Dạ. Có thể là hai vòng đầu mình thắng mình lãnh rương mà hai rương đó không có tiền, vòng cuối cùng lại là có tiền. Hên xui. Hên xui nha. À, là ngoài chuyện ăn uống là còn dễ chơi thiên về đội chúng ta. Vậy thiên à? Hồi nãy cũng thiên mà tôi đợi em thua đó anh. Thì đó, ghê quá đó, ghê quá lập tàu luôn. Rồi, mời trò chơi. Yo. Đây là trò chơi bóng chuyền mà mình phải cưỡi con hươu mình chơi. Quy định là vòng 3 của mình luôn nằm trên lưng con hươu. Là dính nó vô, dính nó vô người. Nói vậy thôi là tự hiểu. À, vòng 3. Bóng 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 bay, bóng bóng bay. Đây, chúng ta chơi 10 lượt. Đội nào thắng thì là thắng, đội nào thua thì là thua. Nói chuyện như cô trong clip. Thì lượt đầu tiên chơi bóng, tối đa là một đội ở bên phần bóng của mình, phần sân của mình, bóng tối đa được chạm 3 lần và mỗi người không được 2 lần liên tiếp. Ví dụ Công chuyền qua bánh bèo này, dạ, cái bánh bèo này chuyền lại thì được. À, chứ không lẽ em 1, 2 em chuyền 3 lần là 1 lần thôi. À, cứ ngỡ mỗi người không được 2 lần liên tiếp. À, và tổng cộng là 3 lần ở trên phần sân của mình. Dạ rồi. Sau 3 lần mà nó không qua bên kia thì rớt xuống là mình thua. Rồi. Ví dụ như đây chuyền qua đây, là đây phải chuyền qua đây hoặc là chuyền qua đây. Rồi, đánh qua luôn. Là không có liên tiếp. Chứ còn đây chuyền qua đây xong bạp bạp 2 lần là thua nha. Rồi rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi, muốn chuyền luôn. Có ai hiểu gì không? Hiểu chứ. Rồi, mời vào vị trí. Và khi chúng ta chơi chạm vào lưới lập tức thua 1 lần. Dạ. Dễ quá mà. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Đội đề có vẻ như chưa hiểu gì đâu. Dạ, rồi. Mình cứ chơi đi anh. Dạ bóng. Một không. Yeah. Tiếp theo lượt thứ hai. Đập mạnh đó, đập mạnh đó, đập mạnh đó. Hay quá vậy. Hay. Đi qua nha. Đi qua nha. Màu không? Đây má. Đúng rồi. Ui, đó đó. Châu thích ra. Châu châu á. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai không. Mình cao chi vậy? Ok, lần này mình phải úp sọt. Ok. Hai không nha. Hai không. Cố lên Nhật ơi. Chị Quỳnh ơi. Ê, ê, ê. Châu. Ê, ê, ê. Châu. Một. Hai. Một. Hai. Yeah. Hai. Một. Yeah. Dạ, cái này có miếng nước khí thế nha. Chạy thì có miếng nước cũng đã hơn nè. Đã hơn nè. Các bạn ơi, tại sao các bạn cứ đánh một lần qua chứ vậy? Mình cứ đánh hai ba lần để mình được dơ cao cho mình úp chót. Hiện tại là 3-1. Yeah. Cố lên. Đúng rồi. Được kinh thế nào. Mệt nè. Hãy qua, hãy qua. Chưa qua. Thiệt, tôi giận bà Chí Nguyễn Quỳnh Châu. Giỏi. Có nghĩa là nó chưa qua là bên phần sau người ta. Nhưng mà mình phải đập cái tay qua. Để cho nó qua bên kia luôn. Bây giờ cái bánh đang tầm con nhỏ. Đẹp qua đến bên kia luôn. Bốn hộp rồi. Một cái thôi, chơi bời gì nữa. Cái gì? Mười cái nữa mà. Tới 10 điểm, tới 10. 10 điểm. Trời, mệt quá rồi. Tức là phải chơi 11 cái rồi thắng đó. Yeah. Đẹp luôn, mạnh vào. Một. Ok, lưới rồi. Bà không hiểu kìa. Tại đội này không có được anh em nghe rõ là trái banh đụng lưới thì thua, người đụng lưới cũng thua. Ủa, trái banh là đụng lưới thua? Trái banh đụng lưới có thua.
mấy rồi? 5-1 rồi hả? 5-1 rồi. Không cho ăn, nói là cho bạn ăn đi vì không. Mình chơi dở đó. Không, không chơi hay. Hay thì chơi đi đó. Để anh nè, vội vã nè. Không, 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 hai lần rồi. Không, cái là nó còn người uống được. Quy định, quy định. Chạm hai lần là không được. Em bị một đập một cái, em tự đập cái là hai cái. Rồi, ok em. 2-5. Yeah. Trận hấp trận nha. Cái đó lỗi em, cái đó lỗi em. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tỉnh táo, tỉnh táo ra mày đúng rồi. Ê, ê, ê. Quay, quay, quay. Ê, ê, đó đi. Quay, quay. Quay, quay. Lưỡi trượt. Giang đứng đứng gần quá. 5-3 rồi. 5-3. Giang. Từ từ, đừng đụng nó. Ok. Nóng quá. 5-3. Giang, thế nào? Chạy lên. Trời ơi, vội vã rồi, 3 lần vã rồi. Rồi. 1. Đây đây. Ơi. Chưa. Ba ba, châu đầu 3 lần. 1. Châu. Chết, úp chọt. Vui lên, lên em. Em hồi chứ. Không sao, lượng 3 lượng mới rồi. Nó đổi qua lượng mới rồi. Chào. No. Lượng mới rồi. Em, đừng đông đâu. Còn em. Đúng rồi. Chết rồi. Sáu bà. Bao giờ mới hết hả? Sáu bà. Chơi đi. Đập đi. Từ. Ê nhưng mà đụng lưới rồi. Lưới. Đụng lưới rồi. Lưới. À, 6-4. Wow. Ơi. Ấp chọc. Wow. Thế anh. Lưới. Không, em lưới được rồi. Sáu năm rồi. Yeah. Đây đụng lưới rồi. Cái trái này xuất hiện là nguy hiểm nè. Trái này có xíu nước ở đằng sau. Bài đảm. Vàng kéo lên. Từ từ. Rồi. Từ câu trời ơi 7-4 gắn lên ba trái đội banh đội banh đội 7-5 anh Giang ơi 7-5 đội banh đội banh banh kia nó tàn sát quá đó banh nhẹ nhàng nhẹ này trái này nhẹ này ơi ơi từ từ vội quá ấp trọt bây giờ bây giờ đụng lưới nha. Con phải quá rồi có rồi thôi anh bạn rồi sao quá bao nhiêu rồi 76 trời ơi 76 gần bằng rồi nha. Chết rồi. Từ từ nhé Giang. Đúng rồi, úp chọt. Trời ơi. Úp. Trời ơi. Ê, châu. Giang, từ từ. Giang, từ từ. Ê, trời ơi. Đưa. Bảy đều. Cô lên, cô lên. Kéo lại, từ từ thôi. Nén Giang. Đây, cái banh mới tài sát cho Lâm được. Lâu đổi vậy hên. Bảy đều, lâu đổi cho nó vui chưa. Ấp chọc. Sao ấp chọc đổi mình vậy? Không, nó bẻ qua bên kia, đang bẻ qua bên kia.
Trời ơi, 87. 87. Trời ơi, cái nữa. Gắt lên anh em. Đỡ không thủy, đỡ không thủy. Từ từ. Sao hại đội mình vậy? Lại còn cái đó. Ngoài tay. Thông, đánh Thông là đứng im luôn. 97 hả? 97 rồi, còn cái nữa, cô lên. Cô lên vàng ơi. Thế anh. Ê, đây anh. Ăn cái gì ăn hoài giọng nào cũng ăn vậy mấy đứa. Dạ cố gắng nữa hả anh? Anh thử hỏi đội em có thèm không? À không rảnh hả? Trời ơi, chương trình này chúng tôi chỉ quan tâm tới đội thắng cuộc. Tụi mình còn chờ đợi gì nữa? Trời ơi, con nhum kìa. Nhum ngon quá Tico. Còn ơi, chờ đợi gì nữa? Thì cô thích món này lắm đúng không? Ừ, anh rất thích ăn nhum luôn á. Trời ơi. Ủa kìa anh ơi. Ôi. Ngon quá, đi chị miếng băng tay nữa chị. Hôm nay sao tôi cũng... Đó, cái này mới biết nhum nè. Hồi nãy anh đút em rồi mà Châu. Nè Châu hạ miệng ra. Vì anh mà em rớt miếng nhum rồi. Không cho ăn luôn. Nào nhỏ luôn. Châu ơi, em nên bỏ ăn đi qua đây ngồi với anh rồi cho nó. Anh nghĩ là nó dầm sai em cố tình em thua đi Châu. Biết vậy em mấy cái cú đỡ đập kia là em nhường tụi anh cho rồi. Ngon ha, rồi đẹp tươi. Bún nì ngon luôn. Em không thấy ngon lắm á. Bún nì ngon lắm, bún nì béo. Em không biết ạ. Không biết thôi. Cái sò đẹp đó nó rất là mềm. Nó mềm mà nó không có cái vị tanh nữa. Đúng rồi. Vừa cắn vô cái là nó không theo từng số luôn mà cái nó rất rất béo nha. Cái con sò đẹp này á nó to á. Nên là mình ăn nó ngọt tới nỗi mà nó có một tí vị đắng á. Cái thịt của nó rất là chắc. Không, vị đắng là của băng tay nha. Đúng rồi, vị nhẫn là băng tay à. Mình ngu muội giảm thực mình đừng nói. Và cái bề mặt người ta nướng cho nên có cái vị đó à. Đúng. Và cái trong cái con nhum á, con nhum lúc này á là nó nhiều, rất là nhiều trứng cho nên nó rất là béo. Cái vị béo của trứng mà con nhum nó khác với so với là cái gan ngỗng hồi nãy nữa. Cái khi mà người ta thèm cái gì ta nói về điều đó ghê. Đây chúng ta ăn món tiếp theo. Wow. Đây là cơm. Cái này trong tiếng Nhật gọi là chirashi sushi. Nó cũng là một loại sushi nhưng mà cơm để trong cái tô. Nhật là một cái xứ sở mà làm cơm nó ngon lắm các bạn ạ. À. Cơm này có khả năng người ta trộn nhiều thứ ha. Giấm, mirin rồi đó, rất là ngon ạ. Trời ơi, mình được ăn mà mình nhìn mình còn thấy thèm nữa đó chị bên kia. Trời ơi, chết quá. Đúng miếng dữ vậy em, lấy cái khăn kìa. Trời đẹp tươi quá, tươi. Đúng rồi anh, mà thịt chắc á. Ừ. Mình có cái cảm giác mình thèm á, lúc mà mình ăn vô nó mới ngon. Giống như bên kia thèm mà không được ăn. Anh Giang, em giận cái mùa này ghê á. Không có cho tụi em có cơ hội để tìm ăn Giang ăn dối, nói thiệt á. Đặt cái bàn kiểu này thì làm sao mà tụi em tuồn đồ ăn. Vậy em nghĩ cái chương trình này mình nên ăn ra một chút thì nó cái thú vị hơn không? Mà bây giờ nhúng cái món lẩu này rồi cái này tụi em không lấy về cũng đâu có ăn được. Nè, nhai chậm thôi. Nhai chậm thì cá chuồng nó mới nhảy tanh tanh. Là người vô hình luôn. Trời ơi, sướng quá mình ảnh này, sướng quá. Chiều hồi hồi nách luôn. Trời. Nhai chậm thôi. Em nghe như cái tiếng mà tiếng giọt mưa rơi trên mái nhà, mái tôn nè, mình nó nghe cũng em nghĩ đây đó tiếng lòng của em, cắn trúng một miếng trứng cá chuồng là như một giọt mưa bắn vào tim em. Ta 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 ta
Ừ, ngon quá. Ngon thì ăn đi nó hoài. Cái giò điệp mình ăn ở trong cái cơm này nó không có vị nhiều bằng ăn không ở ngoài. Chà, bé nói chuyện về giống ha. Tại vì cái vị cơm này nó là giếm hết cái phần của xà điệp rồi. Nhưng mà em thấy cơm này nó kết hợp bơ và xào điệp á, ăn ra rất là ngon, nó đỡ cái vị ngấy kiểu mặn mặn của trứng cá chuồn quá em, nhiều á. Em có biết là ở bên Nhật á có những khách ta ăn sushi ở một quán từ khi người ta biết đó tới suốt đời không? Vì cái hương vị của cơm. Đúng rồi. Là điều đầu tiên. Ủa này dầm dầm mấy hả? Dầm 2. Chọn một không? Số 1 đi quý vị. Số 2 thì nãy Huy chưa được chọn, vậy cho Huy chọn đi. Ừ đúng rồi, Huy chọn. Thôi đi. Chọn chứ, thì phong nặng của mình mà. Anh hãy cho tụi em thắng một vòng để tụi em cũng nêu cảm nhận chứ. Cho chọn á. Không, cho chọn có lấy tiền không mà lấy là cho. Không, ý là cho chọn cái hùng còn lại biết đâu. Không, anh nói là chọn tụi em đó. Chọn tụi tôi chứ. Đừng lừa tụi tôi. Bộ gì chứ chọn số 2. Bây giờ là trước khi mình ăn mấy con sò điệp từ Hokkaido này thì mình phải nhờ một người chuyên gia lên chỉ mình ăn. Rồi, ăn mà có chuyên gia nữa thì còn gì bằng. Thưa quý vị, chúng tôi xin chào đón chuyên gia của chúng tôi, vỗ tay đồng nhiệt. Em chào chị. Em chào chị. Chị Trang ạ. Dạ. Dạ em ơi, chị ngồi ạ. Dạ. Chị ngồi đó, chị có nóng được em quạt thôi chị nha. Em tên Vàng. Đây là Tiến Công. Em là Thùy Anh. Đó là ba đứa. Bọn em ba đứa thua cuộc đó chị. Ba đứa thua cuộc không được ăn trong vòng này nha chị. Em nhắc chị nhớ. Chỉ còn chia sẻ tụi em, tại tụi em là người ăn á chị. Dạ. Rồi giờ mình làm gì chị? Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người ăn lỏng. Dạ. 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 Mình lấy cái nào trước để đòi em hỗ trợ cho chị? Mình sẽ lấy rau. Rau trước cho Vàng ơi, nhanh tay phụ chuyện đi Vàng. Cái kiếp ô xin kìa. Rồi. Dạ chờ thôi. Mấy đứa nhỏ nó làm đi. Rồi mình ăn thôi. Ba đời trước là bên nhà mình làm bên tỷ nữ bên cung đình. Dạ bây giờ làm gì em cũng làm, nếu cho anh ăn là làm gì em cũng làm. Vẫn cứ làm mà vẫn không ăn thôi. Mình là quê đâu chị? Dạ quê miền Tây ạ. Làm ở Đồng Tháp và Vĩnh Long vậy? Dạ ở An Giang ạ. An Giang. Mình làm được nghề này được nhiều năm chưa chị? Dạ đi vô nghề đến đây là cũng được 20 năm. Trời ơi, 20 năm đó chị nấu đồ Nhật không hả chị? Dạ. Bé này hỏi những câu không cần thiết nha. Ta đầu bếp Nhật hỏi nấu đồ Nhật không? Lẽ không, gia đình mình giàu đừng nói vậy. Thật ta biết sao. Ok. Mà cơ duyên nào đưa chị đến với cái món Nhật nè chị? Chị yêu thích món Nhật và cái nước Nhật hay sao? Hồi xưa thì rất là yêu thích nước Nhật, là muốn được đến đó để đi du lịch. À. Nhưng mà sau đây thì được có duyên được đến với nghề bếp Nhật, sau đó được đi Nhật nhiều lần. Hay quá. Em cũng thích đi Nhật lắm chị. Thiệt, em có đi Nhật mấy lần em biết. Dạ, Nhật ở bên Nhật rất là đẹp. Rồi, Nhật cái gì cũng hay. Đồ ăn thì rất là ngon mà mình tất cả tiện nghi đều cũng rất là tốt. Thưa quý vị, trước khi chúng ta ăn tiếp, chúng ta sẽ nhờ Trương Quỳnh Anh nói về một câu chuyện nào đó ở bên Nhật. Kể chuyện nào? Nói về nước Nhật, nói về nước Nhật. Điều gì làm em thu hút? À, lúc trước thì em có đi qua bên Nhật một lần. Ừ. Em có đi vô trong cái rừng trúc. Rất là đẹp. Hai bên là có trúc. Ở giữa là có con đường. Một câu chuyện vô cùng nhạt nhẽo. Dạ, trong rừng trúc thì phải có trúc đó chị à. Em chưa kể xong mà. Kể tiếp nào để coi có nhạc hơn không nè. Thì chỉ có vậy thôi đó. Mời mọi người ăn, mọi người ăn miệng mọi người ơi. Xôi mọi người, lẩu xôi. Tôi biết cháu trai tôi rồi, để nó sẽ như thế nào. Mọi người ơi, cái này chín như vậy là được rồi nha mọi người. Cái tái thôi mọi người, mình đừng ăn chín quá. Còn chuyện ăn như thế nào là việc của họ nha. Mình đòi thua được ý kiến gì ở đây cả. Em góp ý thôi mà. Khi mình ăn đồ ăn chị, mình có lén lút ăn không chị? Hay là mình ngồi ngẫu nhiên mình ăn? Thực ra thì trong lúc mà mình làm việc á, là mình chế biến đồ ăn á cho khách thì mình sẽ không được ăn, đầu bếp sẽ không được ăn. Đầu bếp sẽ có một cái giờ quy định 15 phút trong một cái không, ca làm việc. Ý là em á là ngồi trên bàn này, mình phải ăn, mình có phải dày dày mình ăn không, hay là dày dày ăn thôi, là mình cứ ngồi bình thản mình ăn. Ai làm vậy bao giờ anh chờ anh sao á. Chứ ở Việt Nam có chị. Để
đây nè, ở Nhật em ấn tượng một cái rất là hay của người Nhật nói chung và của tất cả những thực khách và đầu bếp của người Nhật nói riêng là tất cả mọi người đều có lòng yêu thương bác ái, lúc nào cũng yêu thương và chia sẻ những đó là bên Nhật. Những đồ ăn. Dạ, của mình đang ở Gò Vấp. Bây giờ vậy nè, tụi em luôn có những cái điều chân thành nhất dành cho những bạn đồng nghiệp của mình. Tụi em có một trò chơi như sau. Sẽ có một trong ba vị này lên một cái cân. Nhiệm vụ của ba vị còn lại là đoán sai số hai cân thì được. Oh. Ai giỏi nhất thì người đó được ăn. Chơi không? Một cái cân. Hợp lý, hợp lý, cái đó hợp lý. Ok. Chúng ta chọn ai bên đó để được cân. Huy. Huy đấy, khoái khoe cân lắm, bị gì không? Khoe cơ rồi, anh cũng tập gym dữ lắm. Không, nãy giờ em ăn chắc cũng khác ký rồi. Không, nó chỉ lên một ký thôi, tính quần áo giày dép thôi. Ê. Thế là ba bọn em cũng được nhìn số cân luôn. Ở đây, trời ơi, chơi vào chơi phải hả? Ba bọn em được nhìn số cân không? Về nhà chơi. Ở đây là 6 cái máy quay nha vàng. Ăn uống như vậy là người ta thấy kỳ lắm. Rồi. Đoán trước đi, mất công cân rồi. Ừ, đoán trước đi. Ngoài sang dọc coi. Qua đây xây dựng cho ta đoán. Có tính cả mấy cái dây có tính luôn á, cái số cân luôn người đó. Huy chắc 70 hả? Nhanh nào. Em thử chọc được 65. Không được. Không có được khách lên. Mọi người đoán đi. Em đoán Huy là 63. 63. 70. 72. Rồi ngồi xuống. 72 thì nhiều quá. Sai số 2 ký. 63, 70, 72. Em nghĩ chắc cỡ 6 mấy hả? Thì anh được ăn từ từ, cân từ từ cho hồi hộp chứ. Một chân trước nè. 68, 69 gì đó. Lên từ từ, lên từ từ, lên từ. 63 thôi. Cứ lên em lên từ thôi. Mà đúng không? Nghĩ sao 63 vậy cưng? 68, 69 gì đó. Em không biết sụp cân của đàn ông bao giờ nữa nè. Hết rồi, buồn luôn. Rồi sai hết luôn. 72,5 kg. Trời ơi. Ủa anh buồn kìa. Dương. Thực thực. Rồi hay quá vậy. Hay quá. Trời ơi, xuất sắc rồi nha. Trời mọi người. Huy nặng hơn em luôn á. Dạ mọi chính người xác. Ơi, nhỏ rất cao vậy, toàn cơ, còn em toàn mỡ nha. Nhưng mà em nhẹ ký hơn. Xương anh bự nè, nhìn xương anh đi, chọi trâu còn chết nữa nó chi. Xương anh có phải xương dương khánh vàng. Anh ơi, cái con nó lệch nửa ký kìa. Là còn có 72 thôi là em vẫn được ăn. 72 là thì anh ăn rồi, chỉ có một người ăn thôi. Mình chung đội nha, mình chung đội mi anh ta thấy kỳ nha. Nhưng mà 2 người được ăn mà. Mấy giờ? Nè, xác suất 2 ký có nghĩa là gì? Xa nhất là 2 ký, còn người ta ngay ký thì người ta ăn chứ. Hay quá thì anh em ăn đi thì anh muốn. Quê đâu? Quê đâu? Bạc Liêu. Nhà không có cái cân hả? Anh cũng có thể cho em được trong cái khoảng. Đà, để tôi phục vụ cho nhỏ em gái. Dạ. Trời ơi bây giờ được như bà Hoàng luôn. Xin phép đồng đội em ăn nha. Trời ơi. Chứ nãy giờ em không ăn lén lút để em chờ đến thời cơ này đó. Thì ra là vậy. Dạ vâng ạ. Trời ơi con Hào này nó tập gym hay gì? Con bé nó ăn đường đường chính chính nó không ăn lén. Đó là đường đường chính chính nha. Ăn đi, cái nước lẩu thích lắm. Béo ngậy luôn. Mập ú nù luôn á. Quay cận này, quay cận này, quay cận này mọi người. Bây giờ vòng 3 là sẽ có nhiều món nữa. Mình giờ mình hỏi trước, trước khi xem clip đâu chị, vòng 3 có gì chị? À, vòng 3 của mình là đặc biệt cái món ăn của mình là cái lương Nhật. Chị ơi em rất thích nha chị nha. Lương có kiểu gì vậy chị? À, mình có lương làm theo kiểu sushi. À, lương để nướng với lại sốt phô mai. Trời ơi chết rồi luôn. Đậu lương kiểu Nhật nha, chứ không phải đậu lương miền Tây nha mấy dạ, bạn. Dạ đúng rồi. Chết rồi. Dòng sao ráng thắng nha mọi người. Con sò điệp này thịt chắc nịch. Nhưng mà ai ăn nữa vậy? Ai ăn kệ, bỏ vô đi anh, ai ăn kệ. Thiệt luôn á, vì biến ăn mà bà hàng xóm bà qua bà nói hoài. Mắng vốn gia đình. Ừ, chị ơi sao vàng thế. Nhà chị không cho nó ăn hả? Sao lên trên truyền hình mình ăn quá, mình ăn lén ăn lúc. Ngon lắm nha. Đó. Mình ơi. Không chị em như vậy á. Không chị em thì tầm này á. Ngon lắm ạ. Chị ơi em à. Cúi đầu chờ ân quê, chị rộng lòng cho miếng hào đi. Thôi bây giờ vậy, hôm nay là có bếp trưởng của nhà hàng tới nấu chúng ta ăn và nói chúng ta nghe nhiều điều về ẩm thực của Nhật. Vỗ tay cho chị. Dạ. Cảm ơn chị Trang rất nhiều. Và hôm nay như vậy là kết thúc ba, chúng ta được ăn ngon, có đầu bếp chuyên nghiệp tới phục vụ. Và bây giờ là những món ăn của vòng thứ ba. Như chúng ta đã hỏi chị Trang hồi nãy,
chúng ta biết là lương rồi. Nhưng mà đó là phần nghe, đúng không? Bây giờ là phần nhìn, mời quý vị cùng nhìn với chúng tôi. Xin chào tổng trưởng và các khách mời. Các món từ sò điệp có làm cho mọi người xao xuyến không? Nếu có thì hãy cùng xuyến xao một lần nữa với combo từ lương Nhật nào. Nhật biển béo tròn, sau khi sơ chế làm sạch thì nướng trên lửa than, cứ liên tục quét nước sốt của nhà hàng lên. Như vậy trong 2 tiếng sẽ được con lươn đo đỏ, mập mạp như tộc trưởng và mọi người đã thấy nha. Cơm ép lươn có khác gì so với cơm ép gan ngỗng ở vòng 1 không ta? Thử ngay thôi nào. Cắt bơ thành từng lát mỏng. Chuẩn bị cơm, bột tempura, mè trắng. Để bắt tay vào ép cơm thôi. Dưới cùng là một lớp cơm mỏng. Cho tiếp lớp bột tempura giòn giòn. Rồi lại thêm một lớp cơm nữa. Nén sương sương cho các lớp được liên kết hơn. Xếp bơ lên thôi nào. Lại thêm một lớp cơm nữa. Và trên cùng là lươn đã cắt cho vừa với khuôn. Nén lại lần nữa cho thật chặt chẽ. Rồi lấy khối cơm ép ra thôi. Cắt thành từng miếng thật đều nhau. Xếp ra dĩa và rắc mè lên. Rắc mè cũng phải thật là chanh xả nào. Tất cả hãy cùng xem chị Trang thể hiện nha. Kìa, món ruột của em nha mọi người. Vậy là xong rồi. Lớp cơm mềm mềm, chua chua, ngọt ngọt. Bột tempura giòn giòn. Lươn Nhật thơm ngọt, đậm vị. Đúng là sự tuyệt vời khi ăn kèm với rong biển nha. Salad là món ăn tươi mát, giúp giảm cân, giảm stress, làm da căng mịn đầy sức sống. Salad lươn Nhật thì còn bổ sung thêm đạm, chất dinh dưỡng, khoáng chất. Vị thì đậm đà hơn salad thông thường rất là nhiều. Chuẩn bị hai loại nước sốt để làm salad. Tỏi băm, mayonnaise, giấm Nhật và dầu ô liu hòa chung với nhau để tạo nên loại nước sốt đầu tiên, sốt tỏi. Còn loại nước sốt thứ hai được chế biến từ nước cam và tương Nhật. Cắt salad cho vừa ăn. Cắt bơ thành từng lát. Lươn cắt khổ dày 1cm. Cho salad vào tô. Rong biển để lên. Xếp lươn vòng quanh. Tiếp theo là bơ. Rồi rưới sốt cam, sốt tỏi lên. Sau cùng rắc mè lên một cách tự ngẫu nhiên nào. Thành phẩm rồi. Công dụng của salad thì khỏi phải bàn qua. Vị ngon của nó thì chà chà, đậm đà, thanh mát. Làm sao mà diễn tả được hết đây. Để tiếp tục đến với món thứ ba này, chị Trang đầu bếp sẽ chào mọi người thêm một lần nữa. Nguyên liệu chính của món này gồm lươn, phô mai. Ngoài ra còn có hành tây, nấm, sốt ruratan. Đầu tiên, chị Trang sẽ với tay lấy nấm và cắt hạt lựu. Hành tây cũng sẽ cắt hạt lựu. Lươn cắt khúc hơi dày một xíu. Bật bếp lên và cho bơ vào. Đợi bơ tan thì cho hành tây và nấm vào. Đảo cho đều tay. Chờ cho các hạt lựu vừa chín tới thì cho thật nhiều sốt ruratan. Đảo đều, đảo đều, đảo đều. Và rải phô mai lên.
xếp từng miếng lương mập mạp vào. Khe lửa cho cháy lẹm phô mai và lương nha. Rải lên trên một xíu lá rong biển xấy lần là ăn luôn được rồi nha. Lương thì ngọt ngọt, béo béo. Bonus thêm cái béo của phô mai và sốt ruratan. Miếng lương cho vào miệng thì như tan chảy ngay trên đầu lưỡi. Món ăn này đúng là tuyệt cứu mèo rồi đây. Khác với món lương trước, món lương này sử dụng lương sông ở Nhật. Con lương sẽ nhỏ hơn, hơi nhiều xương, nhưng bù lại là cái ngọt của thịt. Món lẩu lương Nhật này sẽ dùng nước lẩu dashi nấu từ cá ngừ và rong biển, nấu chung với nước tương của Nhật. Rau ăn kèm thì chỉ cần hành ba rô và rất nhiều nấm là được rồi. Chị Trang sẽ lấy con lương, đặt lên thớt, cắt đôi lương. Mấy con kia chị cũng sẽ cắt đôi như thế này. Hành ba rô thì cắt mỏng thật mỏng nha. Đợi cho nồi lẩu thật sôi thì thả hành ba rô vào. Sau đó là nấm. Xếp lương lên cho thật đẹp. Thật đẹp nha. Trên cùng là hành lá. Vậy là thưởng thức thôi. Nước dùng thanh ngọt, thơm mùi cá ngừ và rong biển. Lương thì mềm, ngọt thịt, ăn chung với nấm sừng sừng và hành tây thơm thơm thì đúng là món chốt sổ đặc biệt rồi đây. Hai đội chơi hãy thật cố gắng để giành chiến thắng. Nhường mà chắc không nhường được nữa không rồi. Không có nhường nha, ngon lắm nha. Tại vì chúng ta nhường mà xui cho hai cái rương kia là không đồng, mà cái rương cuối là 10 triệu đúng thì sao? Đúng rồi. Không sao đâu. Thôi, tình nghĩa tính sau nha mọi người. Không sao đâu, mọi không, người. Không, trước sau thì cũng được ăn, nên yên tâm. Sao ăn được? Thì ta giúp ta dọn đó. Quý vị khán giả mà có coi bị hai người xin ăn phải ăn trong vinh quang. Ờ, tự nhiên ăn mà ăn lén lúc vậy thì sao? Ăn thắng đi. Chúng tôi không ăn quá ăn được. Cánh cặp có mấy người quay cái clip này lại. Dạ, ghét vào những cái clip kia. Vậy là cái clip behind the scene của chương trình là không có cái đoạn ăn. Có, tôi làm việc có ăn dụng ở đây. Trời ơi. Mà cái kiểu mà la mà kiểu giống như hình ảnh nó có rõ ràng trời. Ê chề. Ê cái này là lương lẹo nè. Ồ. Ra dầm sao mày thắng luôn. Quá đủ đau rồi, tôi đau đủ rồi. Mà bây giờ chơi gì vậy anh Giang? Chơi trò chơi dân gian của ngày xưa ấy. Thưa quý vị thân mến, đây là trò chơi đập heo. Mỗi đội sẽ có một bầu riêng của con heo. Sau đó trong hai đội, mỗi thành viên đều phải có một nhiệm vụ khác nhau. Hai bạn bịt mắt để thay phiên nhau đập. Bạn này lên đập trúng con heo của mình, sau đó quay về đưa cái gậy cho bạn kia tiếp tục bịt mắt đi đập. Bạn còn lại là chỉ thôi, không bịt mắt. Dĩ nhiên với sự ồn ào náo nhiệt của đội bên cạnh thì chắc gì chúng ta chỉ được. Nhưng trong cuộc sống cái gì cũng phải dùng tư duy. Hiểu chưa nào? Hiểu. Hãy chọn con heo. Em nghĩ là chọn heo bạc đi. Bạc. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi chúng ta là heo màu đỏ. Đội nào chơi trước? Cho đội thắng chơi trước, đội thua nãy giờ thua quá. Chơi có gì đâu ngán. Xin mời. Chuẩn bị chưa? Rồi. Xoay 10 vòng tại chỗ nào. Xoay 10 vòng, xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chậm thôi. 9. Chưa còn chậm. 2 phút bắt đầu. Go. Rồi, đây. Đây là thẳng của bài, đáp luôn. Rồi, đây rồi, xoay. Xoay 10 vòng nào. 2 vòng. Khoan.
mang giày vô bánh bèo, mang cuốc vô, mang cuốc vô, mang cuốc vô. Rồi rồi, cháu uy tiếp, cháu uy tiếp, cháu uy tiếp luôn. Đây lấy giày cho, lấy giày. Rồi 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 đi luôn, rồi 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 đúng rồi go go rồi dừng lại rồi rồi đạp đi đạp đi đạp đi thẳng ơi thẳng đi thẳng đi thẳng đi thẳng đi thẳng chết chết chạy thẳng rồi từ từ rồi đúng rồi đạp đi đạp đi đạp đi đúng rồi 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 đúng la lên nhau, la lên nhau. Quỳnh Anh ơi, bên tay trái. Tay trái, Quỳnh Anh nghe em nè. Rồi bên trái một lần nữa, bên trái. Đằng sau, đằng sau, quay. Đằng sau. Rồi, đi tiếp, tiếp rồi, tiếp rồi. Bước lên một bước. Tay trái, qua bên trái, qua bên trái, qua bên trái. Bên trái, Quỳnh Anh, bên trái của chị. Tay trái là tay nào? Tay trái, rồi quay, giơ cái tay đằng sau. Cái chân của chị kìa, đúng rồi, đúng rồi. Rồi đứng lên, từ 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 từ. Đập lên. Bên phải, bên phải. Một bước lên, đập lên. Rồi, đập, 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 đập. Rồi rồi, go, 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 go. Có cần quay nữa không? Không quay nữa, được rồi, lần đầu quay thôi. Từ từ Huy, dừng lại bên phải. Bên phải, bên phải. Đập, đúng rồi. Đập, 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 đồ bên kia ồn giả mang luôn. Rồi, lát nữa ồn. Mở quay bà ơi, quay lần đầu thôi. Đi, 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 đi. Rồi, rồi, rồi. Đang nghe nè, luôn. Tiến thẳng luôn. Rồi, rồi, đập luôn. Vô cái tay luôn, đập luôn rồi. Rồi, đập, 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 đập. Rồi, rồi, rồi. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Vũ vậy, vũ vậy, vũ vậy. Vậy đó có được tính không ta? Được, được, để là tính, để là được. Rồi, bên phải, bên phải, Huy, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải một bước nữa. Rồi, 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 từ từ, từ từ, Huy, con nó con người ta. Đúng rồi, không dùng tay cầm nha, không dùng tay cầm. Bên tay trái, đúng rồi, đập đi, đập đi, đập đi. Bên trái, bên trái, một chút, bên trái. Đúng rồi, Huy, có nó cầm con mình đó, Huy. Con mình đó, Huy ơi. Chạy quá, Huy ơi. Rồi, go, 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 go. Rồi, lỗng mèo quá chị. Bên trái, 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 cái cây, cái cây ở bên trái. Đạp đi, đạp đi, đạp đi, đạp đi. Cái hết giờ, hết giờ, hết giờ. Cái sao bên trái? Cái sao? Hết giờ rồi. Cái sao bên đâu? Mở mắt ra nào. Không có nghe gì hết trơn á. Sao không nghe? Đội bên kia la quá trời sao không nghe? Nghe ồn á, đội này ồn. Rồi, chúng ta đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà đập lộn một con người ta là mình chỉ có 5 con thôi. 5 con với con người ta là 6 con. Mình chỉ có 5 con. Trên đó là 7 con. Mỗi màu 7 con. 5 con. 5 con, 5, 1. 5-1. 5-1. Tụi em lời được con. Vô. 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 Mấy người rồi. Ăn gian á là hay thua lắm nha. 10 vòng xoay. 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 Xoay, xoay, xoay đi. Xoay, xoay, xoay trước. 1, 2, 3, 4 rồi. Xoay, xoay nhanh lên, xoay nhanh lên hết giờ. 6, 7, đâu, xoay xong mới tính giờ. Xoay tính giờ. 10. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Nghe nhạc thôi nha. Rồi, thẳng đi. Bên phải, bên phải. Bên phải. Qua bên trái, bên trái, qua trái, qua trái, qua trái. Rồi, thẳng lên. Qua trái, qua trái. Đúng rồi. Chỉ, chỉ, chỉ. Đạp đi, đạp đi. Khoan, đạp. Đúng rồi. Đạp, đạp. Chưa thầy đâu, chưa thầy đâu. Đúng lên. Đạp, đúng rồi. Con ở đó, con ở đó. Con ở đây hả? Đúng rồi, đạp, đạp. Đạp, đạp lên miếng hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Go, 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 go. Xoay, xoay, xoay. Không chơi, không chơi. Xoay đi, xoay đi, xoay đi, xoay 10 vòng. Rồi vô đây đứng, vô đây đứng. 2, 3, 9, 10. Rồi đường nào, đường nào. Thẳng, 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 thẳng. Rồi, 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 rồi. Đập, 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 chạy, 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 chạy. Đó, nó đó, nó đó. Nó của tụi em đó. Đó, 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 đập, 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 đ
cái đó qua đó. Đúng rồi. Ừ, đập thẳng cái bên á, đập thẳng cái bên. Bên ta trái xuống, bên trái xuống. Rồi đúng rồi, đạp, 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 đạp trái. Cái đó còn cái bên đó. Đây người. Đạp. Không phải bên phải, bên phải. Bên phải, bên phải, bên phải. Đúng rồi, đây qua. Đây qua. Đây qua. Đây qua. Đây qua. Mạnh lên, mạnh. Đây qua. Đây qua. Lên, mạnh. Mạnh. Xoay qua. Đây rồi. Xoay qua. Xoay qua. Xoay bên trái. Bên trái nhiều. Xoay qua nhiều. Bên trái. Bên trái đâu. Bên trái. Bên kia nữa. Đâu. Chạy về, chạy về. Em nghe giọng anh không? Nghe giọng anh nè. Hôm nay, anh nói to lên, hôm nay. Anh nói lớn to. Rồi. Con rồi. Đâu vậy? Qua phải, qua phải. Phải, đúng rồi. Đó, rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đi coi. Qua trái, qua trái. Đập đi, đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Đúng rồi, đập đi. Gia kiểu đạo, gia kiểu đạo. Đập đi, đi con. Đập đi. Đập nhẹ, đúng không quay phim. Rồi, lên, lên. Tôi nát con heo. Rồi, từ từ, từ từ, từ từ. Đi thẳng, đi thẳng. Thẳng, đoạn, khoan. Khoan, đoạn, đoạn. Đoạn, 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 đoạn, quay từ 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 bên phải, bên trái, bên trái, bên trái, qua trái, qua trái, đúng rồi, qua trái một bước luôn, bên trái một bước, bên trái một bước, bên trái, bên trái, qua thẳng bước, bên trái, bên phải, bên phải, bên phải, bên trái, bên trái, rồi đập bên trái, bên trái, bên phải, bên phải, đập bên phải, bên phải, đúng rồi, bên phải, đúng rồi, bốn, 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 hai giữ nó lại, đi cô, giữ nó lại, giữ nó, đập đi, rồi em bên trái, đúng rồi, đập đi, đập đi, đập đi, đập bên phải nha, bên phải nha. Đi qua trái. Đúng rồi đó. Không phải. Từ từ nó lát lắm. Từ từ. Lên từ từ nghe bạn. Hiểu được các bạn. Hết giờ. Yeah. Ê, 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 ê. Hết giờ rồi bỏ cây xuống đi cô. Đây chúng ta đếm. Con này hồi nãy là màu đỏ hay màu bạc? Màu đỏ. Bạc, bạc. À, màu bạc, màu bạc. Hiểu. Không biết cái gì luôn á. Trời nó ồn. Một nè. Ồn. Hai rồi anh. Hai nè. Con này màu đỏ. Đỏ. Ủa chứ có hai con vậy? Đây đây con nữa. Ba con hả? Đau quá. À, vì các bạn mất thời gian đập hai con đỏ. Đúng rồi, mà nó lại không chịu nghe nữa. Nó rất là lớn. Thấy gì con đỏ bị đập hai lần. Là mình thua ba lần liên tiếp hả? Trời đau quá. Đừng nhắc nữa anh. Thất vọng về mình quá. Ôi, những con lương số phận sẽ đi về đâu? Trời mọi người ơi, món bột của em mà mọi người không cho em ăn luôn. Em hy vọng em hy sinh cả cái thanh quản của em để em chơi trò này luôn á mọi người. Không sợ đối thủ mạnh. Đó. Chỉ thôi sợ. Thôi ta đừng bỏ, bỏ. Mời lương lên nào. Anh đang stress. Không phải vì ăn quá nhiều mà nhìn những đứa em của anh thua ba vòng liên tiếp và không được ăn, tim mình tan nát. Anh ơi, gặp món này món ruột của em. Anh hồi nãy á, đau. Hồi nãy em nói thiệt là em muốn khóc, tại vì Tico nó bất chấp thân thể luôn anh, nó lao tới cái đó luôn á, nhưng mà vẫn không đập được. Cái câu ở vòng đầu là em nói chơi thôi, đâu có ngờ mọi người làm thiệt vậy đâu mọi người. Không, tại vì mọi người tính sao không, tại vì Châu hai số trước quay là không được thắng được lần nào, nó không bây giờ cho ăn đó. Thôi đi. Con phải nói gì về chương trình rồi sao mới mời mọi người. Mời hai ba số liên tiếp nè. Thôi đi mà, chơi dở thì thua thôi, đừng có nói gì nữa. Ăn đi, ăn đó là ăn gì, ăn đi. Rồi từ từ ăn, phải thưởng thức chứ trời. Đừng có quào với to. Đừng nên vậy, cuộc sống là tha thứ mà. Cho đi là nhận lại. Nhưng chương trình này không cho ăn. Nhặt trước để khỏi ăn lén lúc như hai vòng trước. Rồi, mình làm xa lạch chứ nữa hả? Anh lấy cái nào đem lấy cho anh. Không, anh có tay có chân. Người ta khui ba cái rương ra, đường nào người ta cũng sẽ lấy 10 triệu về. Người ta có tiền, người ta đi ăn cái thêm. Cái bài trí là nhìn là rất là hấp dẫn nha mọi người nha. Bên Nhật người ta yên lặng lắm. Ăn đồ ăn Nhật. Sốt ở trên chắn chắn là marinade hả? Trời ơi, nè giống anh Giang nè, mình lấy một miếng chị tảo nè. Hai ơi. Salad nè. Trời ơi. Rong biển nè. Gì không? Chị hai em cho em đi cửa sau. Người Nhật đó, người ta làm cái lương á không có một mùi tanh gì luôn. Tự quét nước tương là ta nướng và cái nhật, cái tương Nhật á nó ngon, mà cái lương Nhật thấm cái nước tương vô ngọt rồi, mềm lắm, rất mềm luôn, nó như sợi bông vậy đó anh. Em thử coi.
bên Nhật người ta gấp miếng chứ không cầm nguyên cái tô của người ta vậy. Cái lương á nó rất là giòn mọi người. Lương mà giòn. Giòn. Cái tảo. Bởi vậy mới thấy lạ. Cái tảo nó giòn bé. Cái tảo nó giòn. Ăn thử đi nè, nó tại vì nó có cái gân ở đây nè. Như cái gân á nên là ăn nó rất là giòn, xong rồi cộng với bơ béo. Anh Giang lương mà giòn, nghe nó nhận xét. Nè, anh Giang cái đường giống như cái sống lưng người ta nó còn á mọi người. Em ăn lại một lần nữa để em xác minh. Không, bé là bộ nói để ăn thêm miếng nữa thà. Ủa nó mới làm rồi ăn thêm nè. Cái này nó rất là giòn. Không tin. Ăn thử. Tức ghê. Đây, một trong những cái sushi mà nhiều người ăn là sushi lương. Đúng rồi anh, món đầu tiên em hay gọi luôn á. Ủa đứng tướng vậy hả? Trời ơi, mình phong cách càng tạo nét khi ăn. Bình thường ta nói ơi sao tạo nét, nhưng cái đội thua nó sẽ càng thêm đau đớn. Có điểm nhấn á, ăn có điểm nhấn rồi anh. Hey. Thầy bảo em nhấn vào đây rồi anh ạ. Ta lách lương mà phải tém cái những cọng hoa này lại. Rớt anh ơi. Không rớt em ạ. Anh Giang. Anh Giang ơi, những người cùng ăn tay trái, cùng cảnh ngộ như nhau, mình chia nhau một miếng được không anh Giang? Một miếng khi đói hả? Một miếng khi đói và một miếng khi no. Yeah. Ăn nhau thôi, đuổi nó về được không? Ăn tiếp đi mọi người ơi, thiệt có mất hứng ăn luôn. Ngon. Ngon hả? Sốt bên đây có lại khác mà có mấy hạt mè cho nó cắn cho rất là thơm mùi mè luôn. Đúng. Thịt ở bên này thì rất là mềm, ăn cảm giác như là tan trong miệng luôn vậy. Cái nào cũng tan hết. Ờ, mình có một câu khác thì mình miêu tả thì nữa. Câu khác thiệt. Câu khác nè. Bây giờ đó em đề nghị lần sau mình mời những người có vốn từ hơn được mà, và chuyên môn giảm thực một tí xíu. Em ăn cái này mà em tưởng là người miếng thịt nó vô hình ở trong miệng em luôn. Trời ơi. Tại vì nó tan rất là nhanh đó mọi người. Em nói nó hòa lẫn trong miệng em. Hòa lẫn. Thật ra thì cái lương nào nó cũng giống như cái lương nào hết thôi. Ừ, cái gì vậy Huy? Cái lương này với cái lương này, cái lương này em ăn thấy cũng giống nhau hết thôi. Chỉ có ăn với salad thì cái sốt mayonnaise nó béo béo, nó ngậy ngậy. Ôi, em đúng là không biết gì về em thật. Đúng rồi, đừng cho em ơi, được, có cái lương tâm em nữa. Cái lương tâm em là nó khác nhất cái không đây. Không cảm nhận được. Ừ. Cái lương ăn với cơm nó phải khác với cái lương ăn salad chứ. Cái salad á là nó sẽ có những cái vị trong đó bị cay đắng của đội em nữa đó. Nào lắm anh, cay đắng ba vòng lắm. Thử món mới nè. Món này là món ngon lắm ạ. À. Món gì vậy anh? Bông mai kìa. Rồi. Ồ cái dãy nè, cái con bông mai nè. Trời ơi. Giống cái miệng của con Vàng hồi nãy ghê vậy. Ồ giật. Trời ơi. Cái chừng anh. Nóng anh, nóng anh, nóng anh. Cảm nhận hương vị nè, thơm nè. Miệng anh Giang anh ăn ngon. Thì bởi vậy anh mới làm chương trình này, anh mới làm chương trình ẩm thực. Chứ ăn như cái miệng bà chảy nước miếng hoài sao được. Nãy giờ chú ăn được một miếng gì luôn á. Sao anh? Anh sợ. Dạ. Anh sợ là nó bị ngậy. Lương nó đã béo có rồi. Anh sợ nó ngậy, nó làm mình sẽ ngán. Nhưng mà không, nó rất là vừa phải luôn. Phô mai mình ăn nhiều chỗ nó cứ kéo sợ nó dính. Nên phô mai này á, nó mịn màng trong cái miệng lắm. Nó làm cho miệng mình mềm mại lắm. Cái cảm giác mình thoải mái và mình thư giãn. Toàn ăn miếng mà thư giãn luôn hả anh? Nghiêm túc, rất là thư giãn. Không bị ngán. Và nó làm cho những người không ăn mệt mỏi tâm can lắm. Nó căng lắm anh, không. Gia đình họ sẽ xa lánh họ, xin chúc mừng họ. Bây giờ vậy nè, chơi trò chơi, ai thắng ăn. Ở trong đây có rất nhiều số. Chúng ta sẽ bắt đầu từ số 1. Chúng ta sẽ khoanh vùng lại bằng cây bút của mình. Rồi. Và từ thứ tự số 1, số 2, số 3, số 4 thứ tự ai nhảy vọt thua. Dạ rồi. Và cuối cái bảng này nghĩa là hết cái bảng luôn. Ai nhiều cái màu của cái bút nào nhất chiến thắng. Rồi. Vô. Trời ơi mình không thể nào. 6 rồi. 7 rồi, 8 rồi. Không, em không chơi vào được. Mười đâu? Mười đâu la lên. Mười đâu mà đi. Mười em hát mười chưa nè. Mười rồi, 12. Em không có chui vào được. Rồi. Ủa này giống như tụi mình có cái gì giải trí trên đó. Thú tiêu khiển. 19 đâu? Nhiều ồ ở trên đó vậy. Ủa có số 19. 20. Ủa mà chúng ta không có số 19. 19 đây này. Đó. 19 nè. Sao? Tình hình sao? Ồ.
Trời ơi, 40 chưa? Anh đó, anh 42 rồi. Nó khoanh cái gì? Rồi, nó xong. Thôi nó không, cho thêm một quy tắc nào hết anh nè. À. Em chơi em khoanh rất nguyên tắc luôn. Bây mà. Giờ vậy nè, tôi thưa các anh chị nè. Thứ nhất là hai người đàn ông xô đẩy mượn gái đẹp em gái tôi từ Hà Nội. Thứ hai là trong trò chơi này các anh chị đưa một cái bút. Các anh chị tưởng tôi không biết, tôi không nói như vậy tôi không biết. Các anh chị dùng tiêu sản là đứng đâu thì cứ hoạch đại đó. Thằng nào thấy thì né ra hoạch chỗ khác. Rồi cuối cùng đếm ai nhiều màu thì thắng đúng không? Đúng. Không, anh nhìn đi nè. Cả đội mình điều. Cả đội mình không được ăn à? Trời ơi. Dưới đây ngồi nhìn tường mọi người vui lắm. Mọi người tấu hề cho mọi người coi. Trời vui ơi. Ăn ngon miệng không? Nè. Vừa coi hài mà vừa. Đã thua là đã nhục rồi. Còn đi tấu hài cho người ta cho ăn nhục coi nữa. Đây không có cắt đi. Thì đó. Không ai thương quá cho mọi người miếng đau tay lắm. Thôi ăn lẩu đi nè. Lương đã chín rồi nên mọi người cứ ăn thôi, không cần phải đợi nữa. Lương cứ chín thì mọi người cứ ăn đi kìa. Không, bên đây ha. Mình thử miếng nước coi. Anh ơi, cái đông biển đúng không? Cái vị lẩu ở đây là kiểu cay cay. Để coi coi cái vị lẩu kia. Này đây sẽ thơm thơm. Đây gì? Tức là hầm với lại rong biển và cá ngừ á. Cái vị lẩu này á, theo Vàng đoán là nó sẽ rất là thanh. Thanh đúng không? Nó sẽ thanh, nó không có. Con bé nãy giờ ngồi đoán biết. Nhỏ chơi nhỏ la khang tiếng luôn mà cuối cùng vẫn chưa được đâu. Rồi cái này cảm giác mà mình chơi mệt đó anh, mình hút một chén lẩu này vô thì hết bài. Cái cảm giác nó khỏe mà... hết người mình luôn. Cái cảm giác mình phải dùng lý trí để đoán xem là cái vị. Quá mệt mỏi. Nó quá tàn nhẫn luôn. Nhưng mà vòng tiếp theo, vòng sắp tới đây chúng tôi sẽ mời những nhân vật có những cái món ăn mà nó đặc biệt, những câu chuyện đặc biệt để chúng ta cùng nhau ăn và vòng nó không phải suy nghĩ, không phải căng thẳng nữa. Không được chơi game nữa đúng không? Không phải chơi gì cả, ngồi đó ăn thôi. Nhưng mà vẫn mãi mãi không biết được mùi vị chiến thắng. Thưa quý vị, bây giờ là vòng thứ tư. Như chúng tôi đã nói, sẽ là những nhân vật đặc biệt, có những món ngon hoặc là có những câu chuyện mà chúng ta phải khâm phục. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với vòng thứ tư. Thưa quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta gặp nhân vật là luôn nhìn đời bằng mắt lạc quan và âm nhạc. Là một trong những gia vị không thể thiếu cuộc sống của chú ấy. Xin mời. Gửi quê nhà thương lắm miền Trung ơi, dẫu nước mắt khô rồi ta vẫn khóc. Thương quê cha gánh một đời khó nhọc. Hết dịch Covid nay lũ sụt tơi bời. Mưa trắng trời nước ngập khắp các nơi, đất đá chôn vùi núi đồi sụp đổ. Ở đây bình yên cách xa nghìn cây số. Ngày dậy sống trong lòng xin chia khổ cùng quê. Xin chào quý khán giả của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Tôi tên là Bình, quê gốc ở Quảng Nam, vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp từ năm 1986, năm nay được 34 năm. Trước đã là nhiều lòng nhiều công việc, nhưng sau cuối cùng tôi chuyển qua nghề bán bột chiên là năm nay được 27 năm. Tôi vốn dĩ rất yêu thơ nhạc và trong cái quán của tôi là tôi viết thơ. Mình là bán bột chiên cho nên những cái chảo mà bỏ ra không dùng nữa thì tôi viết thơ lên cái chảo để như là thực khách tới ăn vừa đọc cho nó vui thôi, chứ còn cũng chả làm giỏi hàng gian gì. Những cái lúc mà như là vắng khách rồi tôi cũng buồn buồn, đem đờn ra đánh vài bản cho nó vui, thì từ đó người ta nghĩ tôi là có cái tâm hồn nghệ sĩ, có tâm hồn nghệ sĩ, chứ tôi không phải là nghệ sĩ mà tôi chỉ có tâm hồn nghệ sĩ, người ta đặt cho tôi là bột chiên nghệ sĩ. Muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn giống như loài hoa hiền, tôi muốn làm một thứ cỏ cây vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau,
không ngọt ghen, không gây hận sầu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đầu, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Tôi là quê hương Quảng Nam và vào đây năm 1986, đây là 34 năm và 27 năm bán bột chiên. Món ăn đường phố Sài Gòn, bột khoa quyện trứng thơm ngon đượm tình. Đi xa vẫn nhớ quê mình, đi đâu cũng nhớ A Bình bột chiên. Con nghe nói là chú đàn hát cũng dữ dội lắm. Không không, đờn thì cũng bình thường, cho nên là để mình hát mình nghe trong những cái lúc mà khách vắng thôi. Chứ còn cái món sở trường là làm thơ. Xin tặng Trường Giang trước bài thơ Nhớ Quảng Nam. Dạ. Mấy bữa nay trời Sài Gòn mưa miết khiến lòng buồn da diết nhớ Quảng Nam. Ngọn gió nào thổi ngang Cù Lao Chàm cho ta gửi lời thăm về phố cổ. Tuổi thơ rơi ta nhờ ai nhặt hộ, một chiều mưa trên dòng nước Thu Bồn. Cha mẹ ngóng chờ đi thắp Mỹ Sơn, bao năm vẫn đợi người đi mãi. Phố Tam Kỳ vẫn mong người trở lại, đưa người về với tiên phước Trà My. Trái sim rừng níu mãi bước người đi, ngay rượu ngọt tặng Thăng Bình núi quê. Di Xuyên đợi người về lâu cô lệ, những nông tầm chờ bùa kén nhà tơ. Nhớ điện bàn Đại Lộc đến dại khờ, như mít non nhớ cá chuồng cửa đại. Quảng Nam ơi chờ ta về thăm lại, như người thân chờ gặp lại người thân. Ồ, hay quá. Tức là nhiều địa danh và nhiều món ăn. Thì bây giờ là mình chia ra vậy đi. Con thấy vậy, bây giờ cô sẽ làm món chú ngồi đánh đờn. Được không? Cũng phải chiên. Chú à, chú phải chiên hả? Master chip. Con chiên dạ. Không, con chiên trái chú ăn được con. Chứ con chứ giờ con làm gì? Con làm. Con gì? Ngồi đây con đẹp là được rồi. Con đừng nói chuyện. Làm cảnh đó chị làm cảnh là vui rồi. Con dạng như bonsai vậy đó. Lát khi nào chú ăn cái con làm vậy là được. Yeah, ok. Rồi, mời chú ạ. Thơm luôn. 27 năm đánh trứng là được rồi đó. Thơm quá. Chú, nhưng mà con thắc mắc á, là mình ở Quảng Nam vô á, sao mình lại chọn làm bột chiên chú, mà mình không làm kiểu cao lầu hay là không mình không có trụng cái đó được. Chỉ cái này nó tự ngẫu nhiên tới thôi. À dạ chú. Sao có phần bự dữ vậy ta? Chú phần bự quá chú. Yêu cầu làm hai dĩa thôi cho ăn chung mà chú lớn hả? Là được ăn chung được rồi. Phần này phần đặc biệt thập cẩm có nuôi và bột chiên thơm đúng quý vị ơi. Có thơm cả quá luôn. Đứng kế cái bếp của chú mà kiểu cái vị trứng chiên á, cái vị đó đó. anh để dành từ đầu chương trình tới giờ anh ăn cái món này là xuất sắc. Thì đó, coi như sáng giờ coi như mình điên dọc thế giới rồi mình không được, mình về Việt Nam lại món quê hương mình. Đúng rồi. Ủa chú quán ở đâu vậy? Bình thường chú quán ở đâu vậy chú? Ở đường số 18 chỗ chùa Thế Hòa, vô đường Quang Trung đi lên tới chùa Thế Hòa qua khổ chợ Thông Tây. Qua chợ Hành Thông Tây đường số 18 rồi giáp rồi giáp. Có một dạo anh thề mày lắm nè, mà anh không ăn chiên ta là anh Bình, mà anh ăn bột chiên với lại ốp la. Ồ ngon. Nhưng mà đặc biệt là món này của cô chú là có biến tấu, là có pate với lại có chả lụa. Mọi người vô mấy nào? Mọi người vô mấy nào? Dạ, mời mọi người. Thử kể để coi có tấm lòng của chú gửi cho mình nè. Ủa cái này em được ăn không? Được, được. Bây giờ anh về là anh phải nhớ ăn nhanh. Được ăn rồi anh nha. Thì khi em ốm là tại vì em tham gia chương trình này, em hy vọng là sẽ được ăn á. Về cái ba mẹ mời ăn cái cũng không ăn gì luôn. Rượu còn rất là giòn luôn. Cái rượu này mới bào. Mới chiên ra ăn mới đã không? Nó giòn, nóng. Sao bây giờ em được ăn chính thức rồi, em cảm thấy như thế nào hả bạn? Ăn cái món Việt Nam á, mình có cảm giác là quê hương mình có nhiều cái món ăn ngon, bổ mình đã làm. Cái món này là lần thứ hai em ăn. Đây là lần thứ hai mặc dù mà ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì ít khi nào mà em đi ăn vặt lắm. Em chỉ ăn vặt trong những cái trường hợp nó đặc biệt, có những cái dịp rất là đặc biệt thì em mới đăng thôi. Đó là lần đầu tiên gặp người yêu em. Đó là lần đầu tiên gặp người yêu em. Wow. U là
Nhưng mà chuyện nó dĩ vãng rồi mọi người. Ủa vậy hả? Dĩ vãng rồi. Vậy giờ em đi ăn vặt nữa đi cho em gặp thêm người. Không, gia đình nó ổn định. À vậy hả? À. Anh Giang này cứ nói như vậy hoài. Đó, xin mời. Dạ. Trời ơi. Bây giờ chú sẽ trình bày với chúng ta một ca khúc gì đấy ạ? Xin tặng quý anh chị và các bạn xem truyền hình bài hát Quảng Nam Trong Tôi. Là bài thơ này là gọi là một bài thơ nhưng mà tôi phổ nhạc, tôi tự học đông vậy thôi chứ tôi cũng không phải nhạc sĩ. Mọi người tôi ngồi tôi đã nhẩm nó thấy hay cái tôi. Chú ơi, chú tặng mọi người, chú có tặng người ấy của chú không? Đương nhiên. Mỗi lần gửi lại với Quảng Nam, tôi như sống lại thời còn thơ dại, như đứa con xa tìm về nơi mà để người chở che ôm ấp vào lòng. Tôi lại về cho thỏa nỗi nhớ mong, nhớ mẹ cha tháng ngày trên đồng ruộng, sáng tinh mơ đến khi chiều nghe thắm câu ca hòn kém đã dừng. Quảng Nam ơi, khóe mắt trợn rưng rưng, dòng sông thu trở hồi bao nỗi nhớ, bên sông xưa ngóng chờ mẹ đi chợ, viên kẹo nào ngọt xa tuổi thơ. Chùa cầu gói trọn cả giấc mơ, thương em gái chiều nào trên phố hội, sóng cửa đại xô bờ mình lạc lối, để rồi xa xa mãi tới bây giờ. Thương tháp Mỹ Sơn mãi đứng trầm tư, quê mình đèo bao năm rồi vật vang, lũ lụt năm đất cày sỏi đá, người đi xa nhớ mãi về quê. Cảm ơn chú đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cái năng lượng tích cực của chú là một năng lượng mà tụi con phải học hỏi mỗi ngày. Chứ có nhiều bạn mới có 2-3 dòng không ăn mà đã rên rỉ quá. Mình nó... phải tự tin. Dạ. Người nghệ sĩ tâm hồn không băng giá, dù vất vả đời thường vẫn hóa hồn thơ. Cô mê lắm á, ánh mắt cô mê lắm á. Hồi nãy chú đâu mà cô nhịp theo. Đây, con xin gửi cái món quà của chương trình. Đây là một kỷ niệm của chú và cô với chương trình. Cảm ơn cô chú đã xuất hiện rất là nhiều. Cảm ơn chú. Cảm ơn các chú. Thưa quý vị, đây là phần quà. Thường thường chúng tôi ở cuối chương trình hay khui lắm, khui cái rương ra để biết đội nào trúng nhiều nhất. Như bây giờ đây, phần thưởng hai đội rõ ràng quá, khui gì nữa. Ngày hôm nay hai đội, một đội 10 triệu và một đội là thua từ đầu tới cuối. Luật chương trình là không ăn, nhưng mà rải rác các vòng, các bạn ấy thay phiên nhau để ăn một cách không được thừa nhận của gia đình và xã hội. Anh ơi, đã không có giải thưởng đem về rồi mà anh còn nói những cái câu từ như tát vậy. Muối vô tim, muối vô tim. Nhưng em mà được cái là đội này mang lại nhiều tiếng cười. Đội của mình nó nhạt nhòa. Nói chung là cảm ơn hai đội rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nước mắm Clement đã đồng hành xuyên suốt với chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi. Trời. Chào sếp. À, có người yêu chưa? Dạ. Chưa hả? Nhà hàng chúng tôi chỉ tuyển người đã có người yêu thôi. Ủa?
không cần phải nói, tại vì từ người đẹp người ta không cần phải nói. Rồi chúng ta tiếp tục chương trình. Gì vậy? Nước mắm Colorman đậm đà hương vị truyền thống.